thể thấy rất rõ không khí mua sắm chừng mực đang diễn ra tại thủ đô Paris. Từ những trung tâm mua sắm hạng sang cho đến những siêu thị bình dân, cảnh chen lấn như nhiều năm trước là hầu như không thấy, dù rằng những chiếc biển giảm giá đến 40-50% đã được trưng ra từ đầu tuần. Cùng với nó là các tin nhắn được gửi liên tục trên điện thoại. Dù sao thì giảm giá cũng là tuần rất hay. Chúng tôi tranh thủ tìm kiếm những thứ cho gia đình, cho bạn bè, cho quà Noel. Tuy thế thì ngay cả giảm giá rồi thì giá cũng cao. Lạm phát và cả dịch Covid trước kia nữa cũng làm cho giá thành bị đội lên rất cao. Chiến lược giảm giá thường xuyên đã khiến Black Friday mất dần đi tính hấp dẫn. Lạm phát cũng làm cho người dân Pháp chú ý đến việc mua sắm hơn. Dù là giá đã giảm sâu, nhưng cảnh tần ngần nhìn giá là khá phổ biến. Tôi chỉ mua những thứ mà tôi thực sự cần. Tôi xem nên mua gì. Những gì không cần, tôi không mua. Có thể thấy người Pháp không mặn mà với quần áo fast fashion nữa, nhưng hàng công nghệ vẫn giữ nguyên tính hấp dẫn của nó, và điều đặc biệt là những cửa hàng sách, các sản phẩm văn hóa vẫn có tính hấp dẫn nhất định. Nếu như trước đây vào những cái dịp này thì ở những siêu thị đại trà như thế này người ta thấy mọi người ao ạt đi mua hàng, còn giờ đây thì cả những siêu thị đắt tiền cũng như là siêu thị hàng tiêu dùng dành cho những người thu nhập trung bình thì cái việc mua sắm cũng không ảo ạt như trước. Dù là mùa Noel đang đến gần thì có vẻ như việc tích quà Noel cũng còn khá rẻ rặt. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Cộng hòa Pháp.